Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga bình luận thông tin Ukraine sắp phản công. Ngày 26 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Ukraine có thể chịu tổn thất lớn nếu cố gắng phản công trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7. Theo hãng thông tấn TASS, có thông tin rằng Kiev có kế hoạch tổ chức một cuộc phản công trước hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại Mỹ từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, bà Zakharova nói. Người phát ngôn cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải gánh chịu tổn thất, thậm chí còn khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu trong đợt phản công mùa hè năm 2023 nếu phát động phản công. Bà Zakharova cho rằng có mối liên hệ giữa các kế hoạch phản công của Ukraine với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ. Bầu cử Mỹ đang đến gần, các đảng viên Đảng Dân Chủ Mỹ cần ít nhất một số thông tin thực tế trên chiến trường Ukraine nhằm duy trì sự ủng hộ cho Kiev, theo bà Zakharova. Ukraine thống kê thương vong, thiệt hại khủng của Nga từ đầu chiến sự. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 26 tháng 6 có 71 cuộc đụng độ đã xảy ra trên tiền tuyến. Trong đó, giao tranh ác liệt tiếp diễn ở thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk. Tại tỉnh Kharkiv, quân đội Nga đã tấn công không thành công vào thành phố Vovchanh và làng Lipsy 6 lần trong ngày. Trên hướng Kupiang-Kharkiv, Nga tấn công tên lửa, bom dẫn đường vào các khu vực của thành phố này trong ngày 26 tháng 6. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của đối phương. Tại thành phố Liman, tỉnh Donetsk, quân đội Nga đã tấn công không thành công vào các vị trí của Ukraine 8 lần trong ngày. Tình hình đã được kiểm soát. Theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày qua tấn công mạnh vào thành phố Chashivja, Donetsk với 4 lần nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí. Thành phố Torez, tỉnh Donetsk ngày qua chứng kiến 6 đợt tấn công của Nga. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi tất cả cuộc tấn công trên hướng này. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết thêm, thành phố Pokrov là nơi chứng kiến số trận giao tranh nhiều nhất trong ngày. Trong đó, quân đội Nga đã tiến hành 20 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 26 tháng 6 đã thống kê thiệt hại của Nga từ đầu chiến sự. Theo công bố từ phía Ukraine, Moscow đã tổn thất 538.060 binh sĩ từ tháng 2 năm 2022, trong đó có 1.220 binh sĩ thương vong trong ngày qua. Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội nước này đã đánh vào 8.039 xe tăng, 15.450 thiết giáp, 14.321 hệ thống pháo binh, 1.108 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, 863 hệ thống phòng không, 359 máy bay và 326 trực thăng, 11.435 máy bay không người lái UAV, 2.324 tên lửa hành trình, 28 tàu thuyền, 1 tàu ngầm, 19.407 phương tiện và tàu chở dầu của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Hiện nay, phía Nga vẫn chưa có bình luận về các con số mà Ukraine đưa ra. Nga phá hủy 3 hệ thống HIMARS của Ukraine trong ngày. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Nga ngày 26 tháng 6 đã phá hủy một xưởng lắp ráp và các địa điểm phóng UAV của Ukraine, đồng thời tấn công vào hàng loạt nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 109 địa điểm. Trong ngày, quân Moscow cũng phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao HIMARS của Ukraine. Cụ thể, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga đã gây thương vong cho 7 lữ đoàn Ukraine ở Kharkiv, khiến đối phương mất khoảng 300 binh sĩ và một xe chiến đấu Bradley. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã gây ra khoảng 4.000 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy một xe tăng, 5 xe bán tải, một pháo tự hành M109, hai bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad và hai kho đạn dược của đối phương trong 24 giờ qua. Nga nói rằng nhóm chiến đấu phía Nam của nước này ngày 26 tháng 6 đã cải thiện các vị trí tiền tuyến, gây tổn thất cho Ukraine 510 binh sĩ cùng nhiều vũ khí khí tài. Tại các khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraine mất 405 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh Bradley, 3 phương tiện cơ giới cùng một số khẩu pháo. Tương tự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu phía đông của Nga đã tiến tới các vị trí tốt hơn và đẩy lùi hai cuộc phản công của quân đội Ukraine trong ngày qua. Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 76 UAV, 2 rocket phóng từ HIMARS của Ukraine trong ngày 26 tháng 6.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã mất tổng cộng 613 máy bay chiến đấu, 276 trực thăng, 26.642 UAV, 533 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.433 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.353 bệ phóng tên lửa đa nòng, 10.913 súng cối cùng các loại vũ khí khác, 22.975 xe cơ giới. Nga-Ukraine xảy ra 128 cuộc giao tranh. Ngày 24 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Ukraine và Nga đã xảy ra 128 cuộc giao tranh trong ngày. Trong đó, Nga tập trung nỗ lực tấn công ở trục thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform. Ở hướng thành phố Liman, tỉnh Kharkiv, xảy ra 23 cuộc giao tranh. 7 trong số đó đang diễn ra do quân Nga tích cực hoạt động ở các khu vực Kharkivka, Kopanki, Makiivka, Nevsky, Toksky, Serebryansky, Forest và Sinkivka. Theo báo cáo sơ bộ, quân Nga đã mất 92 lính, phá hủy một xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống pháo tự hành cũng như làm hư hại một số trang thiết bị quân sự ở hướng này. Ở hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, quân Nga tấn công lần thứ 5 vào khu định cư Novoselivka sau khi 4 lần tấn công để cải thiện vị trí bị quân Ukraine ngăn chặn. Hướng Pokrov, Ukraine và Nga xảy ra 38 cuộc giao tranh và 11 cuộc trong số đó đang diễn ra ở các khu vực Sokin, Novoalexandrivka, Jepenivka và Vodvizhenka. Cạnh đó, quân Nga cũng đã mở một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Pokrov. Ở hướng thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, quân Nga đang cố gắng tiến vào các khu vực thành phố Chashivka, thị trấn Ivanivsky và Kalinivka khi mở 9 cuộc tấn công ở hướng này. Cũng tại tỉnh Donetsk, ở các hướng gồm thành phố Sivet, Toret cũng đã ghi nhận nhiều cuộc giao tranh. Các mặt trận còn lại không có những thay đổi đáng kể. Ông Zelensky thay tư lệnh lực lượng liên quân. Ngày 24 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ông đã thay tư lệnh lực lượng liên quân Yuri Sodol và người thay ông Sodol là chuẩn tướng Andriy Hnatov, nhưng không nói rõ lý do, theo tờ Kyiv Independent. Trước đó, hôm 23 tháng 6, một trong những chỉ huy của lữ đoàn Azov, ông Bohdan Krotevich cho biết ông đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Quốc gia, kêu gọi điều tra một trong các tướng lĩnh của Ukraine mà không nêu đích danh. Theo ông, vị tướng này đã giết nhiều binh sĩ Ukraine hơn bất kỳ tướng Nga nào. Ông Krotevich lưu ý rằng, tất cả nhân viên trong quân đội đều hiểu ông đang nói đến ai, vì 99% quân đội ghét ông ta vì những gì ông ta làm. Dù bức thư không nêu tên nhưng truyền thông Ukraine khẳng định người mà ông Krotevich muốn nhắc đến là ông Sodol. Trong một diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 6, các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga. Đây là lần đầu tiên khối này áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga, theo tờ Kyiv Independent. Gói trừng phạt này bổ sung 116 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên hơn 2.200, cũng như thêm một số biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm cấm bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào của EU tham gia vào việc trung chuyển LNG của Nga sang bất kỳ quốc gia bên thứ ba nào. Lệnh trừng phạt cũng cấm mọi khoản đầu tư hoặc cung cấp hàng hóa mới cho các dự án LNG của Nga, như LNG 2 Bắc Cực và Murmansk LNG. Ngoại trưởng Phần Lan Elia Vantonen cho biết việc thảo luận về gói trừng phạt thứ 15 sẽ bắt đầu ngay lập tức. Crimea bị nã tên lửa ATAC-MS, 155 người thương vong. Ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea bằng tên lửa chiến thuật tầm xa ATAC-MS, được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ viện trợ. Hầu hết các tên lửa đã bị phòng không Nga bắn hạ, song vẫn có một tên lửa trúng mục tiêu, gây ra thương vong cho dân thường. Theo thống kê sơ bộ, có 4 người, bao gồm 2 trẻ em thiệt mạng và 155 người bị thương, bao gồm 27 trẻ em. Vụ tấn công đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksionov đã tuyên bố ngày 24 tháng 6 là ngày quốc tang tại Crimea để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ và nhấn mạnh rằng Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công này. Tuy nhiên, cả Mỹ và Ukraine đều chưa lên tiếng về các cáo buộc này.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc cung cấp và sử dụng vũ khí. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!